Quang Minh xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị đang xem thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Kính thưa quý vị, trong video này Quang Minh sẽ chào và giới thiệu đến toàn thể quý vị, các anh chị mình một cái lô đất có tổng diện tích là 723 mét, có 200 mét đất thổ cư rồi các anh chị, chức năng là khu dân cư ha. Nằm trên một cái con đường thông một sẹt của đường trung lập thuộc xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất này có cái giá bán là 2 tỷ 550 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. Để biết thêm thông tin chi tiết về lô đất này, Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình xem tiếp video. Xin cảm ơn. Và đây là cái hình ảnh thực tế mặt tiền trước cái lô đất nha các anh chị. Nằm trên cái con đường bê tông 6 m, xe hơi xe tải lưu thông thoải mái nha các anh chị. Đây là những cái hình ảnh đối diện của cái lô đất Quang Minh muốn giới thiệu ha, đường thông thường. Hôm nay thì nói chung là cũng đưa khách lên xem cái lô đất này, thì sẵn tiện đây thì Quang Minh quay review cho các anh chị mình xem luôn. Ai có nhu cầu thì mình mua các anh chị từ ngay cái hàng rào bên đây nè, qua tới bên kia là 12 mét theo cái mặt tiền đường bê tông là 6 mét ha. Đó, mặt tiền đường cái lô đất là 12 mét, sâu vô là 60 mét, phía sau cũng vẫn là 12 mét luôn các anh chị. Nó dài xuống tới ngay cái hàng rào phía sau. 200 thổ cư thì nó nằm phía trước lô đất nha các anh chị. Thì có gì tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ và Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch chi tiết một xe trên 2000 cho các anh chị mình nắm rõ ha. Thực tế thì lô này là khu dân cư rồi, cái nào khu dân cư Quang Minh mới làm các anh chị. Quang Minh ít có làm mua bán đất ngoài khu dân cư, Quang Minh chỉ làm đất nó có chi tiết rõ ràng. Đối diện nhà cửa cũng khá là nhiều. Quang Minh quay cho các anh chị mình xem cái cuốn sổ của cái lô đất này luôn nha các anh chị. Thửa đất số 28 tờ bản đồ số 6, địa chỉ là xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích lô đất này là 723,5 m. Gồm có đất ở tại nông thôn. Đất ở tại nông thôn là 200, có 200 m đất ở rồi các anh chị, còn lại là đất trồng cây lâu năm 523,5. Sổ này mới cấp năm 2022 ha, cuối năm 2022 tháng 12. Đây là cái bản vẽ hiện trạng. Không phải hiện trạng, cái hình nó hơi mờ các anh chị. Đất thổ cư nó nằm phía trước, ONT nằm đây. Đường thể hiện là đường đất, độ giới là 12 mét. Khu này là khu dân cư nha các anh chị. Có gì tí nữa còn mình sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết luôn ha. Cái giá bán lô đất này là 2 tỷ 550 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. 2 tỷ rưỡi 50 còn thương lượng. Có 200 mét đất ở rồi, đường này là đường thông ha. Còn mình cho các anh chị mình xem cái hình ảnh trên Google Maps luôn. Thực tế trên cái hình ảnh vệ tinh thì đường này là đường Nguyễn Thị He. Đường này nó thông các anh chị, ở ngoài đây là đường trung lập này. Đường trung lập ngoài đây. Dân cư khá là đông ha, dọc theo hai bên đường trung lập khá là đông. Cái con đường Nguyễn Thị He này nó đi vô đường từ đường trung lập đi vô rồi nó chạy dòng ra cũng là ra lại đường trung lập luôn các anh chị. Cái hướng này là hướng đi ra đường tỉnh lộ 7. Miếng đất này là thuộc xã Trung Lập Thượng nha các anh chị. Và đây là đường tỉnh lộ 7. Ngày qua Quang Minh cũng có làm một cái video trên cái mặt tiền đường trung lập rồi các anh chị. Các anh chị không biết có nhớ không? Hôm qua mình có làm một cái lô là ngang 5, à quên ngang 10 chứ. Ngang 10 dài 50, đất khu dân cư hiện hữu mặt tiền đường trung lập này. Cái giá bán là 3 tỷ 6 các anh chị. Còn cái lô này là giá bán là 2 tỷ 550 triệu đồng và còn thương lượng ha, một sẹt của đường trung lập. Một sẹt được đường trung lập. Từ ngay cái vị trí này về thị trấn Củ Chi khoảng tầm 13-14 cây số các anh chị. Hướng này là hướng đi lên đường tỉnh lộ 6, lên tỉnh lộ 6, gặp tỉnh lộ 6 thì mình
Mình rẽ phải ra đường tỉnh lộ 15, sông Sài Gòn nằm ngoài đây, địa đạo Củ Chi nằm trên đây. Kế lô đất mình là có nhà cửa quá trời ha, đối diện nhà cũng rất đông, đối diện nhà đó, đường là đường thông ha. Rồi con mình bây giờ con mình sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nắm rõ, mình biết được cái quy hoạch là quy hoạch như thế nào. Đó, lô đất của mình nó nằm trên cái đường 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 bê tông này, nó dòng ra đường trung lập luôn các anh chị. Từ ngay đây qua đây con mình làm lại, quay lại cho các anh chị mình nắm thêm tí nữa thôi, chứ nãy con mình cũng có coi vài kỹ rồi. Rồi bây giờ con mình kiểm tra cái thông tin quy hoạch cái thửa đất mình nè các anh chị. Đất ONT nè, nằm phía trước đây, 200 m nằm phía trước. Thửa 28 đây. Bây giờ con quan mình copy cái thửa đất này ha. Lô này các anh chị mình mua về có 200 thổ cư rồi, xin giấy phép xây dựng làm cái nhà vườn cũng khá là ok các anh chị. 700 mấy mét, gần cả 1000 m, gần 800 mét đâu ít đâu. Xong mình vào cái ranh quy hoạch. Bây giờ thửa đất mình vô, bán vô. Đây thửa đất mình đây, nằm ở ký hiệu số 111 các anh chị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng, điểm dân cư nông thôn số 3, số 111. Mình vào cái chi tiết xây dựng 1/2000. Một trên 2000, số 111. Bán cái thửa đất mình vô đây các anh chị, nằm trong khu dân cư ha. Lộ giới đường này là hiện tại là 6 m, quy hoạch là 12 m. Ngoài đây đường trung lập nè, đường trung lập đây, đường Lê Thị Hè là nó vô nè. Ngoài đường trung lập mình vô, lô đất nằm bên tay trái, xong mà chạy dòng ra đường đường Nguyễn Thị Hè luôn, đường thông nha các anh. Đây là khu dân cư kết hợp sản xuất. Còn mình cho các anh chị mình xem cái ký hiệu màu để mình về biết luôn. Đây cái màu này các anh chị, đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất, còn cái màu ở trên này là đất nhóm nhà ở hiện hữu, khá chính xác nha các anh chị. Khu dân cư mua về cái mình xin giấy phép xây dựng mình xây thôi các anh chị. Ở khu dân cư có quy hoạch chi tiết 1/2000 rồi, các anh chị mình cứ an tâm. Mình đo cái chiều ngang chiều dài cho các anh chị mình nắm rõ ha, số nãy nó mờ quá nhìn không có rõ. Mười hai mét thế sao các anh chị? Đây là cái chiều ngang phía trước cũng 12 m luôn, dài là 60, tổng diện tích là 723,5 m, có 200 thổ cư rồi nha các anh chị. Cái hướng của cái lô đất này là hướng đông nam ha, và mình nhắc lại giá bán là 2.550.000.000 đồng còn thương lượng nha các anh chị. Các anh chị mình nhớ cho Quang Minh một lượt like ha, nhớ đăng ký kênh Quang Minh để cập nhật mình theo dõi những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh, chuyên review mua bán nhà đất khu vực thành phố như Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha các anh chị. Anh chị nào có cái nhu cầu muốn quay video, làm video giống y chang như thế này thì liên hệ với cái số hotline đang hiện trên màn hình là 0937234579, Bất Động Sản Quang Minh, để Quang Minh quay video hỗ trợ khách hàng bán được sản phẩm nhanh nhất có thể. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị.
Và Quang Minh xin tạm dừng video tại đây ha. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.